Quá đẹp, quá tuyệt vời. Vẫn thế, vẫn như ngày nào, trước mặt ống kính của chúng tôi là xích thủ Nguyễn Công Thành, một trong những xích thủ thường xuyên sinh hoạt và tập luyện một môn thể thao có 102, đó là xích đu vòng tại công viên Lê Sở. Và chắc chắn một điều, chỉ có ở công viên Lê Sở mới có môn thể thao này. Quá, quá đẹp, quá tuyệt vời. Anh ấy đang cống hiến và lan tỏa cho khách tham quan và du lịch khi đến công viên Lê Sở đều phải ngỡ ngàng và thần thán phục. Sau một thời gian tập luyện, Công Thành đã có một dáng vóc, một body săn chắc mà những người đồng trang đồng lứa ít người có được. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Anh ấy đang trao qua và trao lại. Vâng, để dừng lời tại đây một lần nữa, anh xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể anh em bạn bè đã và đang xem clip này. Một ngày mới có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chào.